game to lên. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với LPL Việt Nam Official và chúng ta sẽ tiếp tục với những diễn biến trong ngày thi đấu hôm nay bằng cuộc đối đầu được đánh giá là một trong những cặp đối đầu tâm điểm của tuần. V5 đối đầu với EDG, một cuộc nội chiến trong top 4. Và đây sẽ là cặp đối đầu mà chúng ta đang rất mong đợi, bởi vì sẽ có đội Enquan đang đứng trước cơ hội có được là đội có được 8 điểm đầu tiên. Còn trong khi đó thì các V5 cũng sẽ có thể tiếp tục cải thiện thứ hạng của mình trên bảng xếp hạng nữa, một cuộc đụng độ rất hấp dẫn và chắc chắn là chúng ta không thể nào có thể bỏ qua được. Cả hai đều đang có những người rất đáng để chú ý, đặc biệt ở khu vực đường giữa đang là nơi mà tôi nghĩ là được chú ý nhiều nhất. Khi đó là cuộc đụng độ giữa Scout và Rookie, một cặp đối đầu duyên nợ và rất lâu năm rồi, từ cái thời điểm mà Rookie còn ở Vitesse Gaming và Scout vẫn đang trị vì tại đường giữa của Edward Gaming nữa. Một cuộc đối đầu giữa hai người hàng ở tại EBL, một cuộc đối đầu cực kỳ duyên nợ và cảm giác như ở thời điểm hiện tại chúng ta phần nào đó sẽ đánh giá sự nhỉnh hơn một chút dành cho Rookie, khi mà phong độ của anh ta, cái cách mà anh ta thi đấu đang phần nào đó là tác động với đội hình của V5 tốt hơn so với Scout. Còn trong khi đó đội hình của EDG thì cảm giác như họ sẽ đồng đều ở cả 5 vị trí và những người ganh ở về sau ván đấu sẽ là Viper, sẽ là Vanre. Và Scout thì sẽ mang thiên hướng đó chính là cố gắng hỗ trợ tối đa cho những người đồng đội của mình. Còn đây là cái bảng thành tích của V5 qua từng thời kỳ. Có những thời kỳ họ chạm đến đỉnh điểm ở mùa hè 2020 và có những thời kỳ họ chạm đến đáy của sự thất vọng, chạm đến đáy của sự tìm kiếm cái hũ của mình với vị trí thứ 17 của năm 2021 mùa hè. Và ở mùa giải năm nay thì V5 một lần nữa lại lên đỉnh. Sự lên xuống thất thường đến từ V5 nó không khác gì một cái biểu đồ chứng khoán cả. Đúng là như vậy, và cái biểu đồ này chúng ta thấy rõ ràng là khoảng thời gian gần đây các chuyên gia thổi nến cũng đang đánh giá khá cao về cái biểu đồ mà các thành viên của V5 hiện tại đang tạo ra. Kasa là nhân vật chính ở đội hình của bên phía V5, nó cũng hợp lý mà thôi. Hồi lúc trước chúng ta thấy có thêm Rookie thì bây giờ có thêm Kasa là câu chuyện rất bình thường. Mỗi người đều sẽ được xuất hiện ở trên màn hình một lần, rất là câu chuyện dễ hiểu. Bởi vì hiện tại ở trong tất cả các đội thì V5 đang có một đội hình mà có một cặp đường giữa và đường phối hợp với nhau rất là ăn ý, một trong những điểm rất ấn tượng, bởi vì cả hai cùng mới tới V5 nhưng cả hai đều đang cho chúng ta thấy một màn trình diễn như họ đã thi đấu với nhau rất là lâu năm vậy. Và quan trọng hơn, ở khu vực đường trên của V5 trong giai đoạn hiện tại cũng đang có một phải nói là phong độ rất là tốt. Cái này giúp cho nửa cánh trên của V5 sở hữu gần như là bất bại ở mỗi lần trong tất cả các cuộc độ mà họ tham gia. Đâu để xem nào, lịch sử đấu đó từ các thành viên của V5. Đâu. Thật ra mà nói thì tức là ngoại trừ Top Esports và Weibo Gaming ra thì các đội còn lại cảm giác như vẫn chưa đủ nặng đô lắm để có thể khiến cho V5 họ cảm giác như bị khó khăn. Và việc thua trước Weibo Gaming nó khiến cho ngày thi đấu hôm nay sẽ là một ngày thi đấu mà Edward Gaming sẽ có rất nhiều niềm tin là họ có thể đánh bại được đội hiện tại đang có được một cú đồ hũ cực kỳ ấn tượng tại mùa giải này. Thật ra thì đối với Weibo Gaming thì cả V5 và cả DG đều là những bài tướng của Weibo. Và trong ngày thi đấu hôm nay chắc chắn là người ngồi chơi xơi nước để có thể xem trận đấu này một cách thoải mái với tâm lý ngắm nhìn, đó chính là Weibo Gaming. Khi mà bất kỳ đội tuyển nào thất bại trong ngày thi đấu hôm nay đều sẽ là những đội tuyển bị bỏ lại so với Weibo, và họ sẽ là đội có khả năng bước lên. Còn trong khi đó thì V5 ở thời điểm hiện tại, nhìn chung cái thành tích của họ ở trong những trận đấu trước vẫn đang là ổn để giúp cho họ có những cái vị trí cao trên bảng xếp hạng của EBL. Thứ nhất, họ để một những thất bại trước Weibo của mình, nhưng sau đó họ lại thắng được RNG, một trong những đội tuyển cũng cạnh tranh ở trong top 4, top 5 của EBL. Và khi mà RNG đang dần dần bị bỏ lại với những trận thua rất đáng tiếc của họ trước mình lớn trước ngày hôm qua, đó chính là Riot, thì tạm thời top 4 của EBL đang được hình thành với V5, với Weibo, với EDG và Leaning. Thì hiện tại thử thách của V5 đó chính là EDG, họ vẫn còn một thử thách nữa là Leaning. Nếu như họ có được những chiến thắng ở trong những cái cặp đấu quan trọng như thế này thì chắc chắn V5 sẽ là đội bước lên. Còn trong khi đó, đối với EDG cũng là như vậy, họ hiện tại thì cũng là một đội đang chỉ mới nhận một trận thua, nhưng cái vấn đề của họ đó chính là họ đang nhận một trận thua trước một đội trong top 4, đó chính là Weibo. Và sau đó những đội tuyển khác như là Leaning, như là RNG hay ngày hôm nay là V5, họ vẫn chưa đối đầu. Đúng. Nghĩa là lịch đấu của họ sẽ nhanh nặng hơn so với V5 rất nhiều. Đúng là như vậy, nó khiến cho hiện tại V5 mặc dù đúng là họ vẫn đang bay cao trên bảng xếp hạng, nhưng ở trong những cặp trận đấu sắp tới thì tương đối khó dành cho họ. Bởi vì các đối thủ khác ở trong giai đoạn này chưa ai đụng độ tới họ cả, và đều đang ngang điểm nhau, một cái xếp lớp ngang điểm rất là lớn. Nếu như trong cặp trận đấu này mà V5 họ để thua thì chắc chắn là cơ hội để bạn có thể cải thiện mặt điểm số sẽ là một trong những điều khá là khó, bởi vì những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của bạn đều đang ở trong một khu độ rất cao, đó là EDG, đó là OG, tất cả đều đang có
màn trình diễn cực kỳ ấn tượng. Trong khi tất cả các đội khác đều đã có những cuộc đụng độ trực tiếp với nhau rồi, thì V5 là đội, hình như là đội duy nhất vẫn chưa đụng độ với trên hai đội ở trong top 6 trong giai đoạn hiện tại. Nó sẽ là cái đội đều đã đụng độ với nhau. Ừ. Top 4 thì sẽ là hai đội, tất cả các đội từ đều đụng được tầm hai đội ở ngày hôm nay. Thì đó, thì có lẽ như ngày thi đấu này sẽ là một ngày thi đấu mà có bên phía của V5 họ cần phải nỗ lực rất nhiều. Và đôi khi việc bạn không có kinh nghiệm đối đầu với những đội ở top trên, nó sẽ khiến cho V5 bị thiếu kinh nghiệm một tí. Và cái băng rơ nó sẽ hơi bị chật nhịp một tí nếu như ngày hôm nay Edward Gaming có những con bài nó mang thiên hướng chất lượng về mặt bất ngờ. Một sự so sánh nhẹ về Scout cũng như là cả Rookie. KDA nói chơi là rất nặng nha. Khi mà Rookie không có được một KDA đẹp là 5.4, trong cái đó Scout nó vượt trội hơn rất nhiều với 8. Và anh ta chỉ xếp thứ hai, tôi không biết là thua mỗi ai, nhưng bạn xếp top 2 ở trong tất cả các đội thì nó phải thực sự rất khủng khiếp dành cho Scout. Tính về KD thì hiện tại mà đứng top 1 ở khu vực chắc có vẻ là Dunby. Nhưng mà có thể là Dunby. Còn trong khi đó thì mặc dù là KD đến từ bên phía của Scout khá là ổn, nhưng chúng ta hãy xét về những thông số khác. Solo kill, cái cách mà bên phía của Rookie đi đường, anh ta có 8 lần solo kill thành công, đứng một vị trí cao hơn so với Scout phía bên kia. Và đây là một vài highlight đến từ bên phía của EDG trong cuộc đối đầu với EUSIC của mình. Thật ra thì sau trận thua với Weibo thì EDG ngay lập tức lấy lại được phong độ của họ. Họ có những chiến thắng 2-0 liên tục, và họ phần nào đó vẫn đang giữ được cái vị thế của mình ở trên top cao của bảng xếp hạng EVL. Và đây là một trận đấu mà bên phía của EDG phần nào đó gặp một vài khó khăn, nhưng bản lĩnh thi đấu của họ ở về cuối ván đấu cho thấy được rằng họ sẵn sàng đối đầu với bất kỳ đội tuyển nào, họ sẵn sàng đối đầu với bất kỳ khó khăn nào mà họ phải gặp phải. Một ngày thi đấu sẽ rất nhiều điều để có thể nói. Nhưng nếu như mà có một điều gì đó bất ngờ thì cái bất ngờ nhất chắc chắn là tỷ số 2-0. Bởi vì cặp này là cặp trận mà chúng ta nói rồi, về cái việc ngang tài ngang sức nó vẫn có, và về mặt cá nhân vẫn có những điểm nhấn nhất định. Nhưng để thắng 2-0 trước đối thủ là Edward Gaming hay là V5 đều là một trong những điều mà chúng ta không thể nào ngờ tới. Chúng ta đã có một sự bất ngờ, đó là Weibo Gaming đánh bại được các thành viên của Webbutton. Edward Gaming. Edward Gaming với tỷ số 2-0. Edward rồi, là V5 luôn. Ừ, rồi. V5 đã 2-1. Tôi nhớ là như là V5 2-1. Còn cái cuộc đụng độ mà bất ngờ gần đây nhất là Rea Tập. Một đội hiện tại đang rất bất bát, nhưng họ đánh bại được Zino Gaming 2-0. Thì biết đâu đó ngày thứ năm, tức là điều đó vẫn có thể, nhưng tỷ lệ rất là thấp. Và có lẽ như đó sẽ là cái bất ngờ duy nhất. Còn trong khi đó thì đội nào chiến thắng của ngày thi đấu hôm nay họ đều xứng đáng. Và về mặt cá nhân thì ai cũng có những tố chất để có thể tạo thành ngôi sao cả. Đúng. Cặp đấu ngày hôm nay sẽ là cặp đấu khá là quyết định đến từ cả hai bên, khi mà một ngày thi đấu sau sẽ là cuộc đầu giữa Weibo Gaming và Leaning. Đó cũng là một đối đầu mang tính chất không khác gì so với cuộc đầu giữa V5 và EDG, nơi mà bên phía của EDG phần nào đó xét về mặt phong độ thì họ vẫn đang giữ được cái phong độ chuẩn dành cho mình. Còn trong khi đó V5 thì sau khi cuộc đối đầu của họ thất bại trước Weibo Gaming, V5 có một chút chệch choạc, nhưng cái cách mà họ thể hiện được cái sự bản lĩnh của mình cũng là có ở trong những ván đấu gần đây. 7-1 về điểm số ở trên bảng xếp hạng, và cái thông số giữa hai đội thật sự nó không có chênh lệch quá cao. Có thể xếp về WinRate thì EDG có những cái trận thắng 2-0 thuyết phục hơn, nhưng mà nhìn chung thì V5 vẫn biết cách là họ lội ngược dòng trường ngược trở lại khi mà họ bị đẩy vào những cái thế mà họ nhận một cái thất bại. Thì nó thể hiện bằng cái WinRate của V5 không thể nào so bằng với lại EDG. Nhưng nhìn chung thì V5 vẫn có được những chiến thắng, và nếu như bên phía của V5 có được chiến thắng trong ngày này thì chắc chắn là họ sẽ hơn so với EDG phía bên kia. Hiệu số đến từ phía của EDG đang tạm thời là nhỉnh hơn so với V5. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với đội hình của V5 trong ngày thi đấu hôm nay. Chắc chắn sẽ là những cái tên cực kỳ quen thuộc. Chỉ có điều ở khu vực được trên dấu chấm hỏi sẽ là đây là Rich hay là Invisible. Nhưng cảm giác cả hai người chơi này đến từ bên phía của V5 đều là những người chơi hoàn toàn có thể tạo được sự uy tín nhất định trong đội hình. Và ngày hôm nay ra sân đó là Rich, còn những cái tên còn lại, 4 cái tên còn lại từ BB God, Votic, Rookie và Kasa đều là những cái tên cực kỳ quen thuộc. Một đội hình cảm giác như đây là một đội hình đúng công thức đến từ bên phía của EBL. Thực sự thì cũng không đúng công thức cho lắm, vì căn bản Kasa thì cũng không phải thuần theo kiểu hai hàng ba trung, còn bên phía của EDG thì đây mới là đúng là công thức của hai hàng ba trung. Van Ray ở khu vực đường trên, Chia ở khu vực rừng, Scout ở khu vực đường giữa, Viper, xạ thủ và Mego bị hỗ trợ. Đây là một cuộc đối đầu rất căng thẳng, và thật ra có một cái này khá là thú vị.
ở trong mùa giải trước đó, thời điểm mà Casa còn ở top eSports, thì cái cách đánh của Casa phần nào đó khiến cho GG gặp rất nhiều khó khăn ở trong những cuộc đầu giữa EDG và top eSports. Thì top eSports thể hiện cái sự trên cơ rất nhiều so với EDG phía bên kia, mặc dù là ở trong cái ván BO5 quyết định để có thể tìm kiếm những cái tấm vé bước sâu vào playoff, tìm kiếm những tấm vé để có thể cạnh tranh những cái chiếc vé đến với chiến thắng thế giới, thì EDG là đội có được chiến thắng. Nhưng đó là một chiến thắng mà bên phía của EDG gặp rất nhiều chật vật, một chiến thắng 3-2. Và tôi nhớ không lầm là có những thời điểm mà bản thân EDG phải ra sân thi đấu để có thể dự bị cho một người chơi khác để bản thân mình có thể lấy lại được tinh thần. Và bên phía của VFI và EDG, một trận đấu tâm điểm của tuần, Bridge, người chơi đường trên, ngày càng thể hiện được cái sự kinh nghiệm của mình qua từng ván đấu. Có thể là ở thời điểm mà anh ta mới được chuyển đến VFI, vứt rất nhiều câu hỏi đặt ra dành cho bên phía của Bridge, một người chơi đường trên ở tại LCK. Cảm giác như là cái xét về mặt bằng chung á, thì cái mặt bằng của Bridge không quá cao so với những người chơi đường trên khác của LCK, và VFI vẫn quyết định chọn Rich là người chơi đường trên của mình. Thì bây giờ bên phía của VFI và đặc biệt là Rich đã trả lời được một cái câu hỏi rất thích đáng với vị trí của họ ở thời điểm hiện tại, nơi mà VFI vẫn đang bay cao, còn trong khi đó EDG thì chắc chắn là họ vẫn sẽ cố gắng tìm kiếm một tấm vé để có thể đến với một kỳ MSI năm nay, nơi mà họ vẫn còn đang thiếu một cái cúp ở trong đội hình hiện tại của họ. Đúng là như vậy, và có lẽ như họ sẽ cần phải cải thiện rất nhiều ở trong ngày hôm nay, đặc biệt là các thành viên của VFI. Đây là cái bước đệm rất là quan trọng, tại vì nếu như bạn đánh bại được đội, hình như là vẫn còn top 1, tôi nhớ như là vẫn còn top 1, nếu như bạn đánh bại được đội top 1 thì cái sức mạnh của bạn nó sẽ được đánh giá dựa trên top 4 đội mạnh nhất. Còn nếu như bạn không đánh bại được top 1 thì chắc chắn rồi, bạn sẽ là đội phải cạnh tranh cho những cái top còn lại ở khu vực mém dưới tí xíu. Với lực lượng này thì thực sự mà nói đúng là VFI đang rất là mạnh, nhưng họ chỉ mới được đánh giá là các bạn top 6. Nhưng nếu như họ đánh bại đến World Gaming thì chắc chắn là nó sẽ được nâng cao hơn rất là nhiều. Tức là về mặt underrated là vẫn còn có đó, nhưng nếu như họ giành chiến thắng trong ngày thi đấu hôm nay thì mọi sự nghi ngờ về mặt sức mạnh đến từ VFI sẽ không còn nữa. Sự chênh lệch giữa hai bên chắc chắn là có ở trước trận đấu này, khi bên phía của EDG sẽ được đánh giá cao hơn ở khu vực trên với VFI đối đầu với Bridge. Còn trong khi đó, Rookie phần nào đó sẽ được đánh giá là có một cái tác động ổn hơn ở khu vực đường giữa so với Scout phía bên kia. Ở khu vực rừng, nơi mà Casa thể hiện được cái sự kinh nghiệm và dày dặn của mình, liên tục là thể hiện được cái sự vượt trội của anh ta ở cái màu áo của top eSports, liên tục là những trận đấu mà bên phía của Casa có sự trên cơ so với GG, thì cảm giác phần nào đó bên phía VFI vẫn có những cơ sở tìm kiếm được chiến thắng ở trong cặp đấu quan trọng như thế này. Chúng ta ngay lập tức đến với cắm chọn giữa hai đội, bên phía VFI phía đội xanh, còn EDG bên phía đội đỏ. VFI họ cắm đi hai vị tướng ở khu vực giữa có khả năng tạo tác động ra khu vực cánh tốt, đó chính là Rai và Twitterverse. Còn phía bên kia họ cắm đi Lee Sin và Zeri. Đúng là như vậy. Và với việc Rai và Twitterverse đã bị cắm đi thì sẽ hơi khó để cho Rookie Gaming có thể tìm một con tướng ở khu vực đường giữa mang theo hướng hỗ trợ hai cánh. Đó cũng là một trong những điểm mạnh đó từ Scout. Hồi lúc trước ta có con Zeri chơi rất là tốt, nhưng bây giờ Zeri đang bị Alpha, cho nên sẽ phải tìm một con tướng khác. Thôi, vẫn còn đó một Corki, vẫn còn đó một Corki ở khu vực đường giữa và một Vest nữa sẽ hơi thoải mái dành cho Scout. Nhưng trước đó sẽ là một power pick trước cái đã, một con Quen khu vực đường trên, một sự lựa chọn hợp lý dành cho VFI. Nhưng nếu như vậy thì Edward Gaming có thể suy nghĩ tới chuyện là họ sẽ chọn sớm cho Viper một vị tướng xạ thủ mang thiên hướng carry rất nặng. Họ suy nghĩ tới một cách Linh nè. Thật ra cái Linh khoảng thời gian gần đây không phải là một con tướng được chọn nhiều. Cấm và chọn cũng không có những trận không được chọn luôn. Cho nên là Viper sẽ phải suy nghĩ rất nhiều. Nhưng nếu như bạn muốn ở một đường mà gần như thắng hoàn toàn thì cách Linh là một sự lựa chọn cảm giác như rất là khả dĩ. Nếu như rơi vào tay của Viper nữa thì nó sẽ gần như là hoàn hảo rồi. Lý do mà Caitlyn không được chọn nhiều ở trong khoảng thời gian gần đây nó xuất phát từ việc đó chính là cái chỉnh sửa đến từ nhiều đội chính người khiến cho nó không còn quá mạnh ở khoảng thời gian ban đầu nữa, và nó sẽ thiên hướng về sau của ván đấu. Cho nên bên phía của các đội tuyển đều ưu tiên vào những vị tướng như là Jhin, như là Aphelios, những vị tướng phát triển mạnh về sau. Nhưng EDG, Viper và Meko là một cặp đôi thắng đường cực kỳ mạnh mẽ ở trong bất kỳ mọi kèo đấu nào. Chúng ta có thể thấy được là dù là Caitlyn hay Lux hay thậm chí là Ezreal Kama thì cả Viper và Meko liên tục có sự thắng đường so với những đội tuyển khác, đặc biệt là ở trong đội đấu với Weibo Gaming. Thì dù có những thất bại nhưng mà ở giai đoạn đi đường, Viper Meko vẫn thể hiện cái sự vượt trội của mình rất cao, cho nên họ chọn một bộ đôi có khả năng thắng đường cực kỳ mạnh mẽ. Phía bên kia VFI họ có một kèo đấu trả ngược trở lại, đó chính là
Ezreal kết hợp với Kama, một kèo đấu hoàn toàn có thể đối chọi về cái khả năng đi đường. Một bên là tấn công, một bên là phòng ngự, một bên là có khả năng cấu rỉa mạnh mẽ, một bên có khả năng là tạo được lá chắn. Còn trong khi đó ở các khu vực đường khác, bên phía của Vify sau khi họ có được cho mình đó là bộ đội đường dưới thì họ lại có thêm cả Gwen. Đây là con tướng có thể khắc chế cả ba con tướng mà EDG đã chọn, đó là Corki, đó là Lux và Caitlyn. Tầm đánh của những vị tướng này là rất xa, cho nên Gwen chỉ cần bật cái xin là bất bại sẽ khiến cho tầm đánh đến từ những vị tướng này vô cùng hạn chế. Đúng là như vậy. Và Corki nằm tay Kuzka, một bộ đôi đang mang theo hướng cấu rỉa rất là rác ở nửa cánh dưới, đó là một Lux, đó là một Corki và đó là một Caitlyn. Bộ ba này sẽ khiến cho bên phía của V5 sẽ phải chịu rất nhiều những hệ quả về mặt máu nếu như họ không cẩn thận vô tình bị cấu rỉa liên tục bởi Edward Gaming. Và Orianna là lượt cắm tiếp theo đến từ Edward Gaming, tức là họ đang nghĩ rằng đội hình này đến từ V5 sẽ muốn đẩy nhanh cái tiến độ của những pha giao tranh nhiều hơn bằng cách là gia tốc nó với một cái lệnh sóng âm. Và một con sinh dao đã bị cấm ngay lập tức, bộ đôi sinh dao và Orianna, một bộ đôi cực kỳ hiệu quả. Nhưng cái vấn đề lớn ở đây là có một câu chấm hỏi tôi đặt ra khá là to, là liệu cặp đôi Caitlyn và Lux sẽ có thể đánh bại được cặp đôi Ezreal và Kama không? Đúng là cặp đôi này hiện tại không phải là một cặp đôi mà chúng ta hay được thấy nhiều thường xuyên. Nhưng mỗi khi xuất hiện thì đại đa số là những áp lực được tạo ra từ Ezreal và Kama là vô cùng lớn. Đôi khi nó sẽ lớn hơn nhiều so với lại Lux và Caitlyn. Thực ra thì xét về mặt đi đường thì bên phía của Lux và Caitlyn vẫn có áp lực nhiều hơn. Vì cái cách hoạt động của Caitlyn với những cái phát bắn xuyên táo nó sẽ đẩy lính nhanh hơn so với những phát bắn thần bí mà một con Ezreal có thể đưa ra. Tuy nhiên đó là xét về mặt đi đường ở khoảng thời gian ban đầu, nhưng nếu như kéo về sau của ván đấu, khả năng cấu rỉa đến từ Kama Ezreal vẫn có độ khó chịu nhất định của nó. EDG họ, sau khi họ cấm đi hai vị tướng là Orianna kết hợp với Xin Zhao thì họ chọn một vị tướng có khả năng mở giao tranh tổng cực kỳ mạnh mẽ, đó chính là Kennen ở khu vực đường trên dành cho Vanbrugh. Một kèo đấu mà cảm giác phần nào đó bên phía của EDG đang ưu tiên về khả năng thắng đường nhiều hơn ở trong cặp đấu này, khi mà họ chọn hai đường thắng ở hai khu vực cánh, đó chính là Caitlyn và Lux ở khu vực dưới, sau đó là con Kennen ở khu vực trên khi mà đối đầu với Gwen ở phía bên kia. Quan trọng là bên phía của Vify sẽ làm gì trả ngược trở lại. Trước đó thì bên phía Vify họ đã nhá trước sẵn con Sejuani rồi, bây giờ thì chính thức chọn luôn con Sejuani dành cho Kasa ở trong mấy đấu này và chốt lại ở khu vực đường giữa, đó chính là Tridimer, một vị tướng có khả năng khắc chế cực kỳ mạnh mẽ và có Corki ở khoảng thời gian ban đầu. Và khi mà kéo về sau, nếu như Corki không có được cái sự nhỉnh hơn, không có được cái sự vượt trội hơn thì khả năng băng bổ đến từ một con Tridimer là cực kỳ tốt. Chuẩn chỉ. Và với đội hình này của V5, một đội hình mà thật sự, tức là về khả năng khống chế cũng có, về việc gây sát thương cũng có, nhưng có một cái mấu chốt lớn là liệu đội hình này dựa vào mỗi cái chiêu, dựa vào mỗi một Gwen, liệu họ có thể đáp ứng đủ về cái lượng sát thương phép hay không. Đồng ý Tryndamere là một trong những con tướng có thể đánh cùng nhịp với lại Gwen được, nhưng nó đang bị vấn đề rất nặng. Nếu như Gwen đường trên mà không xanh, đường giữa rất khó để tìm góc lao vào. Một Tryndamere không có được lượng CC cho khả năng làm chậm và đôi khi nó sẽ đòi hỏi rất nhiều việc rồi đối thủ quay mặt đi nữa. Và bạn chỉ dựa vào mỗi một Sejuani với cái bola băng, mà cái hitbox bola băng thực sự rất là nhỏ, nó sẽ khiến cho những pha quăng bola băng đến từ Gamma Kakasa sẽ phải đòi hỏi rất nhiều về mặt kỹ thuật. Cho nên nếu như V5 tự tin thì họ sẽ làm tất cả những gì có thể để cho con Tryndamere này giành chiến thắng cực kỳ mạnh ở khu vực đường giữa, bây giờ đây là kèo cảm giác người ta thắng lớn nhất rồi. Còn nếu không thì sẽ rất khó để cho bên phía của V5 có thể làm được điều gì tiếp theo lắm. Bây giờ cơ bản mà nói, khả năng giữ chân của họ vào đội hình này nó tương đối là yếu. Và nếu như mà họ không thắng được thì họ tiêu luôn. Bên phía của EDG có một cái lựa chọn chống trả lại con Tryndamere khá là ổn với con Bobby ở khu vực rừng trong tay của GC, thì phần nào đó cái việc ông Trung nói là tìm cách thắng đường khu vực giữa nó sẽ khó hơn chứ phải thêm một chút nữa, với việc là nếu như GC có khả năng can thiệp ra khu vực đường giữa và khiến cho Zidane gặp khó chịu, những tình huống chém xoáy của Zidane sẽ bị vô hiệu hóa với cái không thể lay chuyển của một con Bobby. Và đó là cơ sở để cho bên phía của EDG tạo được cái đường an toàn dành cho Scout ở khu vực đường giữa có thể pha một cách thoải mái, pha một cách ổn và thăng tiến sức mạnh về mặt về sau của ván đấu. Còn trong khi đó thì ở cả đường trên và đường dưới thì bên phía của EDG đã có những lợi thế nhất định ở giai đoạn cắm chọn với Lux, với Caitlyn, với Kennen. Quan trọng là cái cách mà EDG tận dụng những cái đường thắng của mình để có thể triển khai thế mạnh ở trong khu vực rừng là như thế nào thôi. Đúng là như vậy. Sẽ là một ngày thi đấu cực kỳ vất vả dành cho V5 khi họ đang có những lượt cắm và chọn. Thật sự mà nói, nó đại đa số là nó theo cái ý của họ nhiều hơn. Tức là Sejuani, đúng, khoảng thời gian này Sejuani cũng được chọn khá nhiều nhưng cái tỷ lệ thắng nó cũng không cao lắm. Và sự lựa chọn này nó vẫn có những cơ sở của nó, bởi vì cái bola băng nó sẽ giúp cho bộ ba nửa cánh trên đến từ V5 sẽ dễ chơi hơn với việc cố định một thành viên nào đó và dứt điểm càng nhanh càng tốt. Nhưng Edward Gaming đang nắm giữ những món vũ khí nó còn nặng đô hơn, tức là họ đang nắm giữ một Kennen, họ đang nắm giữ một Bobby, hai cái vòng tròn này nó sẽ tạo ra
những cái khả năng giữ chân với một khoảng thời gian rất lớn. Nó khiến cho đội hình băng bổ vào đến từ Vify một phần nào đó sẽ phải suy nghĩ rất kỹ. Họ sẽ phải hạn chế rất nhiều ở những tình huống như vậy. Mà nếu như họ không tiết chế được, họ quá hừng, rồi sau đó lại phải nằm xuống liên tục thì Edward Gaming trên thế thượng phong. Bởi vì đây là đội hình giữa game rất là khỏe. Mà bạn để ở giữa game mà không lao vào, không làm gì được, hay là ít nhất là không khiến cho Kennen hoặc Corki hoặc Kalin mà bị yếu đi hay bị thọt đi, thì coi như ván này nó tuột khỏi tay của Vify rất là nhanh. Để xem giai đoạn đi đường đến từ phía của Vify sẽ chống cự lại vào những bị tướng có khả năng đường mạnh mẽ như là EDG như thế nào đây. Còn trong khi đó thì chắc chắn khởi động một đường của Kaza sẽ là một cái dấu rất quan trọng để cho Vify đánh xoay quanh những mục tiêu tiếp theo. Ở khu vực đường dưới thì chúng ta điểm qua về ngọc hỗ trợ bên phía của EDG. Họ lấy cho mình là bước chân thần tốc trên người của Viper, muốn thể hiện rõ cái khả năng thắng đường và trụ đường ở khu vực đường dưới. Trong khi đó Vitus anh ta cầm cho mình đó chính là một cái chinh phục, phần nào đó sẽ giúp cho con Eri này khỏe ở giai đoạn về sau của ván đấu. Ở về mặt đẩy cấp độ ban đầu thì Kama có khả năng hỗ trợ đẩy tốt hơn một chút so với con lất, cho nên cái bên phía của Vify đang có được cái nhịp đẩy ở khu vực ở dưới, nó sẽ phục vụ cho vòng rừng của Kasa là tiến xuống khu vực ở dưới bản đồ. Còn trong khi đó khu vực đường giữa thì Rookie cũng tạo ra được những cái áp lực nhất định lên người của Scout. Tạm thời khoảng thời gian này vẫn đang là khoảng thời gian yên bình của cả hai đội khi không có bất cứ một cái biến số dễ đủ lớn để có thể gây khó dễ. Nhưng chúng ta nói về cái câu chuyện ở khu vực đường dưới, tức là bộ đôi này là bộ đôi mà cái khả năng khấu rỉa và khả năng giải quyết lính nó khá là ổn, dựa trên những cú win liên tục đến từ một con Kama và Ezreal với những pha phát bắn thần bí của mình. Nhưng vấn đề lớn ở đây là Fotix sẽ muốn chơi con Ezreal này với tâm thế như thế nào. Đó là một con Ezreal đảm bảo muốn một khoảng thời gian dài, hay là một con Ezreal sẽ có thể cấu rỉa trong khoảng thời gian ngắn. Ví dụ nếu như anh ta muốn hướng một con Ezreal này trong một khoảng thời gian dài để có thể suy nghĩ tới những món trang bị, ví dụ như là tam hợp kiếm hoặc là rìu sát thần, búa rìu sát thần. Còn nếu như mà anh ta muốn cho một khoảng thời gian ngắn và muốn cho Fotix sẽ có thể có được những điểm nhấn nhất định, thì cái lưỡi hái có thể là món trang bị đầu tiên mà Fotix suy nghĩ tới. Nhưng tôi nghĩ chắc vẫn sẽ là lưỡi hái, thôi bởi vì cái đội hình này là đội hình gây sát thương trong một khoảnh khắc, thì có lưỡi hái sẽ giúp cho, xin lỗi bạn, là một lượng sát thương thêm một khoảng thời gian dài. Cho nên hơi khó để cho Fotix có thể làm được nhiều điều lắm. Một cú W sẽ giúp cho cả Quen và Trinami làm được nhiều điều hơn. Vì nhìn chung thì đội hình đến từ phía của Dizzy là đội hình không có quá gì chống chịu, ngoại trừ Bobby ra thì những vị tướng khác đều là những vị tướng khá là mỏng, cho nên việc lên lưỡi hái sẽ giúp cho các khả năng dồn sát thương đến từ phân tích mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Còn trong khi đó thì vòng rừng của Kasa từ đến giờ đã bị phát hiện rất là nhiều lần. Anh ta ăn bãi chim ở khu vực nửa dưới bản đồ thì bị phát hiện bởi mắt, và sau đó anh ta tiến qua đường đối phương cũng bị phát hiện tầm nhìn. Còn trong khi đó khu vực đường giữa thì Dizzy đang có muốn tạo tác động ra khu vực này, nơi mà Rookie anh ta đang không có nổ. Cái lượng sát thương đến từ Rookie thời điểm hiện tại sẽ là không cao, nên chắc chắn là Rookie sẽ cố gắng là farm an toàn, còn GZ thì sẽ không có cơ hội để có thể khai thác phòng ngự của Rookie được. Đường giữa và đường dưới đến từ bên phía của Vify vẫn đang có những cái tín hiệu ổn. Còn trong khi đó khu vực đường trên thì sau một khoảng thời gian chúng ta có thể thấy được là Rich cũng đang làm khá tốt khi anh ta đang không thua đường so với Flamer bên kia. Khoảng cách chênh lệch về lính ở phút thứ tư thời điểm hiện tại, một quay lính nó không phải là quá lớn, và Rich hoàn toàn có thể là chịu đám ăn sâu ở khu vực trên ở trong khoảng thời gian này, và sau đó bước vào những pha giao tranh tổng, Rich sẽ thể hiện được tối đa sức mạnh của một con quen. Đúng là như vậy, vẫn sẽ đợi tới những thời điểm khi mà Rich đã hoàn thành xong được món trang bị thứ hai của mình, khi đó chúng ta thấy một con quen đáng nể hơn rất nhiều so với giai đoạn này. Nhưng ít nhất cái khu vực đường dưới là cái khu vực mà có lẽ như anh của Kim Minh họ bất ngờ nhất. Đúng. Viper với con cái Lin này gần như bất bại, nhưng hãy nhìn những gì mà God đang làm, BB God và Fotix đang làm được, đó là 33 triệu lượng chỉ số lính không cần tới tác động đến từ rừng, và chỉ là 25 lượng chỉ số lính từ Viper, mà nó khiến cho Viper ở trong giai đoạn này đang gặp khá là nhiều vấn đề. Đồng ý là lượng máu của Fotix nó ép cho anh chàng này phải sử dụng cái bình máu liên tục, và nó đang bị yếu hơn một bình so với lại Viper. Viper đang có hai bình, nhưng nhiêu đó nó không đủ để có thể nói rằng là Viper đang có thể an tâm ở khu vực đường dưới nếu như không có bất cứ một sự tác động nào của CC ở trong khoảng thời gian này. Nó xuất phát từ việc là đường dưới Bigot đã làm quá tốt với con Kama này. Chúng ta cứ nghĩ rằng là với Caitlyn và Velux thì bên phía của DG phần nào đó sẽ vẫn có được cái sự chủ động, nhưng không. Với Bigot liên tục có những tình huống nội hỏa kết hợp với Kimensha, khả năng đi đường quá tốt đến từ Bigot liên tục chuẩn xác. Với những tình huống quan chiến thức của mình, nó giúp cho phân tích có được khoảng trống, có được cái khả năng farm tốt hơn. Và bây giờ đường dưới đang là một đường thắng dành cho bên phía của Vify. Rất bất ngờ dành phía của Vify, và hiện tại đường dưới thắng, đường giữa không thua lính, và đường trên cũng như vậy, rất dễ để cho bên phía của Vify có thể kiểm soát, đặc biệt là với chiếc tướng của Bùa Zeruni. Zeruni là một chiếc tướng có khả năng kiểm soát ván đấu khá là tốt, với cái khả năng dọn vòng đường ổn của mình, và sau đó là các khả năng tác động ra các khu vực đường với cái lượng hiệu khống chế lớn, đặc biệt là vớp đội hình như là Gwen, như là Tryndamere. Hiệu khống chế ở khu vực đường là không có quá nhiều,
và khi mà bạn vé một Mizuno với hiệu không giới nhiều ra các khu vực đường sẽ giúp cho bên phía Wi-Fi dễ dàng tối đa hóa được lượng sát thương. Bây giờ khu vực trên có thể sẽ là nơi mà Blanrei gặp nguy hiểm chăng? Nhưng nó khó bởi vì bây giờ Blanrei còn tốc biến, còn bỏ sấm sét. Kasa, thực ra nhìn Kasa cảm giác con Sezu này không đủ lực để bạn có thể tạo ra được những tình huống đánh tốt, ngoại trừ chuyện là con Sezu có chiêu cuối. Còn nếu như không có thì chỉ phải đợi, tức là phải đợi khi nào mà Blanrei anh ta đi quá xa ra khỏi nửa bản đồ thì cái đó bạn mới dễ chơi hơn, mà thôi chứ còn lại thì nó gần như là không thể. Kasa tới giữ chân Scout lại, Scout vẫn còn đó thảm lửa, sử dụng thảm lửa, Kasa giữ chân đối thủ được và Rookie di chuyển tới Scout, còn cái tốc biến hay chăng? Scout không sử dụng tốc biến và đó là chiến công đầu, một hướng di chuyển rất khó hơn và nó khiến cho Scout phải trả giá. Pha đó thì dù có tốc biến thì cái chém xoáy của Rookie vẫn sẽ sẵn sàng. Và nếu như ôi tốc biến dưới lên, ui tốc biến lên trói để đỉnh Owen. Tức là nếu như Owen trong tình huống đó xong thì Edward Kimmin sẽ có thể ít nhất là lật được cái thế đi đường ở trong giai đoạn này. Nhưng với ma trói không thành công, ngược lại Vivod không mất bất cứ một cái gì cả, thì đó là một tình huống lỗ ở khu vực đường dưới của Edward Kimmin. Và đường dưới lại mất phép bổ trợ, còn trong khi đó khu vực đường trên thì bên chính xác là khu vực đường giữa thì bên phía của Vify lại có được lợi thế với mạng gục. Hơi tiếc là nó nằm trong tay của Kasa, nếu như nằm trong tay của Rookie thì sẽ đẩy mạnh thêm được lợi thế, nhưng mà hiện tại Rookie đang làm điều gì đó, Rookie tốc biến lên đối thủ lại, đằng sau đang có một Dynamir và lao vào tấn công. Và bên phía của DC có thể gặp hiểm nguy trở lại, Meiko đang cực kỳ thấp máu, tốc biến không còn và Meiko có thể sẽ bị chặt tới chết. Rookie là người có được mạng gục, tuy nhiên đường dưới lại là một pha trao đổi hòa về mạng khi mà Phân Tích đã phải nằm xuống từ trước đó. Chứ tôi cảm giác như thật ra nó cũng không gọi là tệ dành cho Vivi. Đúng, đồng ý xạ thủ của họ nằm xuống, nhưng cái lượng khoảng cách lính đó vẫn là một khoảng cách lính mà khi SG quay trở lại vẫn có thể hòa được. Cái mấu chốt lớn ở đây đó chính là mạng ở cánh ngược lại thì nó lại dành cho Dynamir. Nó khiến cho con Dynamir nằm tay của Rookie hiện đang rất thoải mái ở trong giai đoạn đi đường của mình. Anh ta đang bích một cái kèo rất là thoải mái. Rookie đang bích một cái kèo mà con Dynamir này có thể hành hạ được con Corki và dỗ liên tục vào người của nó. Và bây giờ nó có thêm một mạng hạ gục nữa, nó sẽ khiến cho cái cánh giữa này Rookie sẽ cực kỳ thoải mái ở trong những tình huống cố định, đặc biệt là những pha kiểm soát lính như thế này nữa. Chỉ cần một pha một cố gắng của Scout mà anh ta định bấu máu thôi thì một cú chém xoáy được bật, những phát chém liên tục sẽ khiến cho Scout sẽ bị trong tâm thế bị động hoàn toàn và anh ta sẽ phải lùi lại. Và chính những tình huống lùi lại đó sẽ khiến khoảng cách lính của Rookie và Scout nó sẽ càng ngày được nhân lên gấp bội. Bây giờ thì cả hai bên đang bằng nhau tiền chằng chặt ở các khu vực đường. Nó xuất phát từ việc là ở khu vực đường giữa thì bên phía của Scout mặc dù nằm xuống anh ta vẫn không mất quá nhiều chỉ số lính, anh ta vẫn đang có cái lượng chỉ số lính ổn và đặc biệt là hơn so với Rookie phía một chút. Còn trong khi đó khu vực trên thì hiện tại có những tình huống trao đổi rất mạnh mẽ đến từ cả hai bên và lượng máu đến từ cả hai liên tục là ở thế báo động. Con sứ giả đang được kiểm soát và Scout thì đang cầm sẵn gói hàng. Với việc cầm được cái gói hàng này nó sẽ giúp cho các thành viên của Kim Minh tự tin hơn lao vào tấn công. Và Vigot đang bị tấn công cực kỳ mạnh mẽ, Vigot đã phải nằm xuống. Bên phía của Vivi vẫn quyết định đánh nhằn, sứ giả phải quyết vừa trường vào bên phía của Vivi vẫn đang muốn đánh ngược trở lại. Chiêu cuối của Vivi sẵn sàng, họ đã bắt đầu tràn vào, đó chính là Riz bật xe chỉ lưu kim tấn công vào người của CCC đã phải nằm xuống. Bên phía của Vivi đang tràn lên với Rookie, bảo xem xét được bật hai mạng cho bên phía của Vivi và Rookie vẫn đang được chặt với chiêu cuối của mình. Và đây là vị trí của Kasa đột kích thẳng vào, có được double kill cho anh ta sẽ là quét sạch hoàn toàn bên phía của Vivi. Một pha quét sạch cực kỳ tuyệt vời đến với Vivi và đó là một cú quét sạch với điểm nhấn đến từ pha xe chỉ luồng kim của Riz. Riz có một hướng di chuyển cực kỳ thông minh và đội hình của Vivi đã có một cú con cụm cực kỳ xuất sắc. Nó khiến cho Edward Kimmin bất lực hoàn toàn, nhưng đằng sau đó là có những câu hỏi đặt ra rất to. Tại sao Blanrei chờ đợi cho tới cái thời điểm mà cái xe chỉ luồng kim của Riz đã hạ được một người rồi anh ta mới tung ra? Nó khiến cho cái pha đánh nó từ Edward Kimmin thiếu đi công cụ bảo kê. Sứ giả phái quyết khủng của JJ là một trong những ví dụ rất rõ ràng. Đúng, chúng tôi mất Bibigot, nhưng bù qua bạn không có sứ giả phán quyết thì bên tôi vẫn sẽ đủ người để chặt chém thẳng vào đội hình này của bạn. Vivi có những lượng sát thương nhất định ở trong những pha giao tranh về dài về lâu, trong khi đó Edward Kimmin họ chưa tới cái ngưỡng đồ. Một con Caitlyn với cái mớ bó tên u tối của Viper thì làm gì được bây giờ? Chúng ta nhìn Scout đầu tư cả cái đúp, tức là Edward Kimmin thiếu rất nhiều những công cụ để có thể giúp cho Edward Kimmin tự tin cho một pha đánh. Không có sứ giả phán quyết, không có cái đúp của con đúp gói hàng của Scout. Đó là một góc mập lên đây không thể nào vào được vì lý do cái xương lam bất bại đến từ vị trí của Gwen quá khó chịu. Anh ta bật và xuất xét lao thẳng vào thì chỉ một mình anh ta là người lao vào thôi, các thành viên còn lại ở tuyến sau không thể nào vào cùng diện với anh ta được. Anh ta phải giữ cái chiêu cuối của mình ngược trở lại để có thể chờ qua cái xương lam bất bại. Nhưng ở thời điểm mà xương lam bất bại hết là bên phía của Vivi đã có được lợi thế rồi, và bên phía của Vivi đang thăng tiến cực kỳ mạnh mẽ với việc là có được một tình huống quét sạch và có được thêm cả con sứ giả trong pha vừa rồi. Đó là điểm nhấn đáng chú ý nhất. Đúng, họ có luôn trụ khu vực đường trên chăng? Không, trụ đường trên thì vẫn còn một cái lượng máu nhất định, nhưng đường giữa đây là Scout gặp rất nhiều hiểm, chặt tới chết mà thôi. Đúng là như vậy,
Scout này có lẽ như Scout đúng thùng rồi, lùng lắm. Đây là lùng, không còn Scout nữa. Anh ta bị chặt cho tới không còn khúc nào luôn cả. Phải nói là băm thành trăm mảnh. Rookie với con Trinami này nó quá chiến đi. Nó không cho Scout bất cứ một cơ hội nào cả. Từ nay đến giờ thì Rookie đang thể hiện cái độ thoải mái, độ phóng khoáng của mình với những tình huống discount liên tục. Còn trong khi đó thì V5 họ vẫn đang có sự an toàn nhất định ở khu vực dưới. Nhưng Fotix đang gặp một cái thế cực kỳ nguy hiểm nha. Anh ta nếu bước lên thêm một chút nữa sẽ có thể bị tấn công. Đây tình huống rất may mọi người. Họ nhắm vào Bigot, Bigot đã phải nằm xuống. Nhưng cảm giác Bigot nằm xuống nó cũng không mang lại nhiều lắm. Đồng ý nó vẫn là mạng rơi vào tay của Viper. Nhưng đây đáng lẽ đúng là cái thời điểm mà con Catlin này phải lấy được ít nhất là hai lớp khiên trụ. Nó mới giúp cho bên phía của Trung Minh tạo thêm nhiều cơ hội hơn nữa. Chứ chỉ mỗi một pha mạng hai cùng tôi cảm giác nó vẫn chưa đủ để có thể giúp cho Trung Minh có thể gỡ được thế trận. Chúng ta xem lại ở khu vực đường giữa. À, ở khu vực đường dưới JJ đi ngang qua lượng tầm nhìn. Một lượng tầm nhìn khổng lồ luôn nha. Anh ta né cái đợt lính đi tới rất là hay. Và Scout thì cũng không ngờ tới kết quả này. JJ có một pha gank rất là tốt. Nhưng cái vấn đề như tôi nói trước đó là liệu cái mạng hạ gục vừa rồi nó có thể đỡ nổi, bởi vì Catlin rất cần đồ, con Corki thì đang bị thọc ở mid với việc ba lần nằm xuống, thì một mình Catlin không thể nào làm nên mùa xuân. Nếu là một con Catlin ở trong tư thế mà đội hình hiện tại đang là đội hình đánh chủ động hơn, ui quay xuống dưới tôi quên bên đó không hiểu tiếng Việt, Catlin sẽ là người đang gặp rất nhiều thiệt thòi. Nhưng may mắn thay là vẫn có một số sự hỗ trợ nhẹ. Scout thì đang không gặp được bất cứ một sự hỗ trợ nào đến từ đồng đội của mình cả. Nó quá khó đi, bởi vì JJ đang nắm giữ con tướng ngăn cản lao lên trong vài giao tranh thôi, chứ không phải là những con tướng đi găng nhiều. Cho nên rất là khó. Rồi, hơi căng thực sự với Rookie trong giai đoạn này rồi. Kassan là người kế bên có thể sẵn sàng cover dành cho Rookie trong những tình huống mà anh ta đánh hổ báo. Còn trong khi đó thì bên phía của V5 hiện tại họ đang thắng ở cả hai khu vực đường. Khu vực đường trên và khu vực đường giữa, nơi mà khoảng cách chênh lệch về tiền đang cực kỳ lớn. Và nó hệ quả đó chính là JJ sẽ liên tục bị xâm lăng rừng ở khu vực nửa trên bản đồ. Kassan tiến qua khu vực này và khiến JJ hoàn toàn mất kiểm soát. Trụ khu vực đường giữa đang bị bào đi và là bốn lớp giáp trụ ở khu vực đường giữa đã bị mất. Thu đường rất nặng nha, đang thu đường rất nặng, nửa cánh trên thu đường rất nặng. Bây giờ Viper mới đụng được mấy cái trụ và không đụng được. Cái vấn đề là không được, tại đằng sau có Kama với lại cái cánh giữa đang bị gãy. Một con Trinamir đang từ bên dưới đi xuống, có một con mắt nó phát hiện ngay mid. Nên chắc chắn rồi Catlin không có cách nào để có thể tiếp tục níu giữ nếu như ta tiếp tục níu giữ. V5 sẵn sàng cho pha băng trụ luôn. Bởi vì nếu như Rookie là người âm đam trụ trước thì cái bất tử sẽ giúp cho Rookie có thể thoải mái ở trong tình huống đấy, đánh đấy. Cho nên là không hề lo sợ. Và lại có thêm một trụ nữa. Những cái kèo đáng lẽ là thua thì V5 đang thắng. Và thắng tuyệt đối. Một Trinami đã lấy được cái trụ một đường giữa, một Quen đã lấy được cái trụ một đường giữa. Một sự vượt trội hoàn toàn mà V5 đang tạo ra. Fotix thì thực ra Fotix như ra là đủ rồi. Tức là 1-1, bên kia cũng 1-1. Tôi farm lính hơn bạn, bạn không bóc được lớp kiên trụ nào của tôi. Ít nhất là điều mà hiện tại Fotix đang làm được là ngăn cản con Catlin này có được giai đoạn xanh của mình. Và đó là một trong những điểm cộng mà đang khiến cho bên phía của V5 có thể thoải mái mà không hề lo sợ bất cứ một câu chuyện gì cả. Thì trường hợp đi để có thể né khỏi tình huống khóa sai của đối phương. Và hiện tại đúng là Fotix đã cực kỳ thành công ở khu vực phía dưới, với việc là Viper anh ta cầm cho mình bước chân thần tốc. Tác dụng của bước chân thần tốc sẽ bị giảm về sau ván đấu với con Catlin này. Nếu mà nó nằm trên người của một con Jhin á thì chắc chắn cái bước chân thần tốc nó sẽ phát huy được một cái lượng tác dụng tuyệt đối. Nhưng vì nó nằm trên người một Catlin, cái khả năng bắn về sau đến từ Catlin khi mà không có những thứ như là sẵn sàng tấn công, không có gì độ giết người thì sẽ rất yếu. Và đây là thời điểm mà cái lượng sức mạnh của Viper đang dần dần bị qua đi, và về sau thì Fotix sẽ khỏe hơn với cái chinh phục cầm sẵn trên người. Bây giờ thì đường dưới vẫn đang là nơi mà bên phía của DC có được những cái lợi thế nhất định, vì họ là đội đầu tư nhiều người ở khu vực này hơn. Risk một mình ở đây, anh ta hoàn có thể chống cự được cái lượng sát thương đến từ ba người này, với việc là bật cái Zilla của bạn, nhưng mất Zilla thì nhiều khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Định băng trụ, liệu đợt lính có đủ không? Rift phải sử dụng tăng tốc của mình lên nữa. Thảm lửa được tung ra, Rift vẫn đang trong tầm nguy hiểm. Xe chỉ luồng kim được tung và chiêu cuối được tung ra, rất nhiều thứ tung ra, và đó là mẹ gục dành cho Scout. Đầu tư hơi nhiều nhưng cảm giác kia đó vẫn chưa lời bao nhiêu cả, bởi vì chỉ với là một mạng mà thôi. Họ đang muốn tiếp tục hơn nữa với cái trụ một khu vực đường dưới, nhưng nếu như cái trụ thứ hai khu vực đường trên được khai thác bởi Rookie thì tôi nghĩ là Edward Gaming sẽ không gỡ được bao nhiêu đâu. Họ vẫn đang trong tâm thế lỗ, họ vẫn đang trong tâm thế chịu lỗ rất là nhiều. Một pha trao đổi cảm giác Edward Gaming vẫn có được những điểm cộng nhất định, nhưng suy cho cùng nếu như so với lại cái khoảng cách đang được tạo ra giữa V5 và Edward Gaming thì nó vẫn chưa đủ để gọi là giá trị. Chỉ là những tình huống
mang tính chất gỡ gạc cho phía BDG mà thôi, khi mà họ đang thua rất nhiều so với phía bên kia. Đường trên là nơi mà phía của Vify có được con sứ giả thứ hai của ván đấu, và lúc mà những cái trụ hai ở khu vực giữa, lúc mà những trụ hai ở khu vực trên đang ở cái thế máu cực kỳ thấp như thế này, thì việc lấy trụ hai là cực kỳ dễ dàng dành cho bên phía Vify. Còn đây là một pha mà rất nỗ lực đến từ Vigod nha, anh ta tốc biến để có thể bứt giáp cho những người đồng của mình, nhưng mà cái lượng sát thương sẽ là cái lượng sát thương của EDG là vượt qua cái lượng giáp mà nó có thể bứt được. Thật ra thì lúc đó cần phải có đội hỏa kết hợp với giáp thì may ra mới có thể giúp cho bản thân của Rick có thể sống được, nhưng mà không, đó là tình huống bứt e, hình như là bứt e bình thường mà thôi, cho nên Rick vẫn phải đập xuống. Với lại thêm một chuyện nữa là thật ra với cái đầu tư như thế mà các bạn chết thì tôi nghĩ nó cũng là một câu chuyện bình thường, bởi vì khi mà đối thủ đã win luôn cả cái thảm lửa mà được bọc thêm quả gói hàng nữa thì anh của gaming là họ muốn giết lắm rồi, khi một khi muốn giết thì bạn muốn né nó cũng quá khó, thì cho nên là cái câu chuyện mà hồi nãy Rick nằm xuống là một câu chuyện cực kỳ bình thường mà thôi. Quan trọng là ta không nằm xuống nhiều, bây giờ ta chỉ mới nằm xuống một mạng, trong khi đó thì phía bên kia thì chạy làm quả gì thế. Quang bô la băng cũng hơi mù mắt đến từ Kasa, Kasa đoán cái hướng về của JJ à, cái quả nó hơi sai, nó khiến cho cái vết của Gaming cũng rất thoải mái mà chạy. Nhưng ý là thoải mái chạy là đủ hiểu là hiện tại của Gaming họ đang chơi co cụm như thế nào ở trong trụ chính bản thân mình luôn. Hình như pha vừa rồi là tốc biến ma thuật của JJ để có thể dứt điểm được của sứ giả chăng, chứ nếu như đó là tốc biến thật của anh ta thì nó hơi thái quá một chút. Nhưng nhìn chung vẫn là một thành công để tốc biến của JJ trong việc là phòng thủ trụ hai của mình. Dưới thường thì con sứ giả thứ hai sẽ cố gắng là có thể khai thác vào những cái trụ hai, nhưng khi mà trụ hai không được khai thác thì bên phía Vify chỉ đơn giản là Snowball một cách nhẹ nhàng mà thôi. Hiện tại khoảng cách chênh lệch giữa hai đội đang là 5.000 tiền, một khoảng cách khổng lồ ở phút thứ 17 của ván đấu. Vẫn là một khoảng cách giúp cho bên phía Wi-Fi dễ dàng đẩy mạnh đội hình của mình về sau của ván đấu, đặc biệt là thời điểm mà những con rồng tiếp theo của ván đấu ra đời, nơi mà EDG gặp một áp lực rất lớn, đội hình với linh hồn rồng nước như là quen như là con chưa đam mê thì không biết chừng nào mấy con này mới chết được. Đúng là như vậy. Nó còn chưa kể đến là bây giờ Wi-Fi đang nắm giữ tất cả những cái công trình ở dàn ngoài, đó là trụ một, đường giữa, đường trên và đường dưới. Nó giúp cho Vify rất thoải mái trong việc có thể kiểm soát những mục tiêu. Họ không có vấn đề gì phải vội. Điều bây giờ họ làm đó chính là làm ui qua win luôn kìa. Và ngay lập tức luôn tắt biến, chặt luôn sợ trời bệnh diệt cử. Trời ơi, dăm ba công chúa nắm cây búa thì làm sao mà chơi cho nổi đây. Nhưng có thêm nhưng mà có thêm một cách liên thì nó hơi mệt, tốn tiền hơi mệt thiệt. Một tình huống chơi hơi lố đến từ Rookie ở trong pha vừa rồi. Thật ra thì cảm giác như anh ta cần phải chọn mục tiêu cụ thể hơn. Anh ta nếu đã chọn vào người của Scout rồi thì nên chặt Scout từ đầu cho đến cuối. Anh ta rẽ hướng qua chặt vào người của JJ vì JJ là người trong tầm tấn công của anh ta, cho nên việc chia sát thương khiến cho cái lượng đam của Rookie dồn trong pha vừa rồi nó không được cụ thể hóa bằng mạng hạ gục. Bây giờ thì vẫn là những gỡ gạc dành cho bên phía của NC ở khu vực dưới, với việc là Rookie đã phải nằm xuống trong pha vừa rồi, không để ý được là mạng vừa rồi nó dành cho ai. Mạng rồi nó dành cho Viper, một lượng tiền lớn dành cho Viper, và sẽ giúp cho con Kennen này phần nào đó sẽ có được cái sự xanh xao ở khoảng thời gian giữa ván đấu. Một ván thi đấu mà có lẽ như nó đang hơi lố đến từ Vify, nhưng họ sẽ có thể cải thiện được. Tức là họ đang nắm thế chủ động mà, họ đâu có sợ. Dám ba cái câu chuyện hiện tại thì đó không phải là vấn đề lớn, là một mạng hai mạng nó vẫn chưa đủ búa tiến công à. Ui, tức là Vify họ đang muốn một cánh đẩy thật mạnh. Họ biết được là bây giờ để giao tranh của Gaming nó tương đối khó, tại vì của Gaming sẽ không để giao tranh đâu. Với những cái xả tay dài này thì phòng thủ rất là dễ rồi, đối thủ thì tay ngắn nhiều quá, cho nên việc có thể tiếp cận vào được vào những công trình đó là một cái vấn đề nan giải dành cho Vify. Họ phải đợi những pha giao tranh. Còn của Gaming với cái xả tay dài thì họ farm thủ được, họ không có lo định bắt Riggs, nhưng bắt nổi hay không đây. Đang nhắm, đang muốn dồn sát thương xe chỉ luồng kim được tuôn, và ngay lập tức Landry sử dụng. Landry anh ta ngứa tay lắm rồi, ta muốn sử dụng bỏ sấm sét đã được sử dụng. Nhưng rất đáng tiếc, đam mê mà bạn có thể sống với đam mê không là câu chuyện khác. Có thể là Blade sẽ nằm xuống. Một cú khóa hai người rất đẹp, Meiko mất tóc biển. Riz đang nỗ lực dí theo Kasa, vẫn đang tiếp tục dí tới. Và Meiko sẽ nằm xuống và bị đóng băng cho tới chết. Rất đáng tiếc. Càng cẩn thận nha, anh ta có thể sẽ được tấn công nhưng không, đây là gói hàng để có thể đầu tư. Nhưng cuối cùng đến từ Rookie, và anh ta sẽ chặt vào người của Scout. Không, quyết định của Rookie sẽ là cố gắng tìm cách, đúng rồi, còn chém xoáy anh ta lướt qua phía bên kia bờ tường và về được lấy trụ hai khu vực dưới. Nhưng đây là Viper lướt thẳng lên tìm kiếm Rookie. Rookie đã phải nằm xuống hai mạng liên tục, và Rookie phải nằm, nó hơi bị buông thả một cách thái quá. Thật sự nó buông thả nặng lắm luôn á, tại vì cái quả buông thả đó là cái quả hơi khó hiểu. Để về được đúng không, anh ta định quăng con gà lên đầu của cái Lin rồi sau đó chém á. Tôi nghĩ là như thế, tức là nếu như quăng con gà lên đầu cái Lin thì cái khả năng gây sát thương của cái Lin nó cũng sẽ bị hạn chế đi một phần nào đó.
Nhưng mà tại vì Viper vừa rồi bắn khá là tốt, nó khiến cho những nỗ lực của Rocky nó không đạt được cái thành quả. Và có cộng kèm thêm chuyện là hơi tham nữa. Có nghĩa với cái búa tiến công thì nó tập trung cho cái chuyện đẩy lính, đúng không? Tầm này bạn có búa tiến công, bạn đẩy lính rất là rác, cho nên là Vivi có thể suy nghĩ tới chuyện nên cho Tryndamere đẩy ở trong khoảng thời gian này để luôn luôn có được một cánh thực sự thuận lợi. Chứ nếu như chết liên tục mà mạng nó rơi ngược lại vào tay của Scout hay là Viper thì tôi nghĩ là những tình huống trước đó tổ chức của Vivi coi như là đổ xong đổ bể hết rồi. Nhưng mà nhìn chung thì sau một khoảng thời gian, khoảng cách trên lệch tiền vẫn đang là được đẩy lên con số là 5.000 tiền hơn cho phía của Vivi với việc là họ khai thác được những màn gục và cái trụ trong phần vừa rồi. Trụ hai khu vực đường giữa và trụ hai khu vực đường trên, thậm chí là trụ hai khu vực đường chính xác là trụ hai khu vực dưới và trụ hai khu vực trên đã bị mất đi, và trụ hai khu vực đường giữa đang gặp rất nhiều nguy hiểm đến từ bên phía của EDG. Đây là cơ sở để cho Vivi tiếp tục kiểm soát những con rồng, và con rồng thứ ba này không có quyền tranh chấp dành cho bên phía của EDG. Nơi mà con rồng thứ tư ra đời sẽ là nơi mà EDG bắt buộc phải ra, nếu không thì ở về sau ván đấu đội hình với Cocky, với Lux, với Caitlyn mà đối đầu với linh hồn rồng nước, tôi không biết là cách nào để có thể họ có rỉa. Nó khó thực sự mà nói, nó rất khó trong giai đoạn hiện tại này rồi, khi mà mọi vấn đề đều đang được nghiêng về cho bên phía của Vivi hết, từ lượng tiền, từ tất cả mọi yếu tố. Có thể là họ chết mấy xác nhưng nó vẫn chưa đủ, nó vẫn chưa đủ để thể khẳng định rằng là Vivi đang trong thế bất lợi. Và với một đội hình mạnh về mặt giao tranh hơn đến từ Vivi mà họ lại đang là đội chiếm thế thượng phong hơn, thì một hồi Edward Gaming sẽ rất là khó thở. Với đội hình sẽ tay dài, cái nhược điểm lớn của sẽ dài là lượng máu mỏng, mà Vivi mà họ bọc được đằng sau với xe chỉ luồng kim bô la băng với lại một con Tryndamere mà ba vô chặt chém á, thì anh một cái minh gần như bất lực trong việc có thể tự bảo kê lẫn nhau. Đây là thời điểm mà bên phía của EDG vẫn có những cơ hội tấn công nhất định, vì căn bản trên người của Kai'Sa hiện tại vẫn đang chưa có kháng phép. Anh ta lên cho mình là giáp gia tốc hóa cuồng kết hợp với phương xuyên Maradon để có thể hạn chế tối đa hóa lượng sát thương mà Viper có thể đưa ra. Như vậy thì lượng sát thương trên người của Viper, lượng sát thương trên người của Scout có thể cấu rỉa vào máu của Kai'Sa. Còn đây là thời điểm mà Viper đang cố gắng là kiểm soát tình hình quanh khu vực nửa trên bản đồ để có thể khiến cho đường ra Maradon của EDG cực kỳ tăm tối. Đúng là như vậy, nó tăm tối, nó tối như là cái tỷ lệ, nó như là cái cửa để cái cửa mà Edward Gaming thắng ở trong ván thi đấu này, nó cực kỳ tối. Ui, Viper combo và dứt điểm vô tích à, hơi khó. Nó suýt nữa rồi đó. Tôi không biết là cái E có trúng hay không, tức là nếu như cái E mà nó trúng trong tình huống đó thì có thể là một pha tính toán chuẩn chỉ đến từ Viper. Nhưng cả vô tích chấp luôn cái hồi mẫu mà còn không mất đâu, đâu tôi coi coi có E trúng không ta. Trúng. À, nếu E trúng thì tính toán làm đủ, tức là chấp luôn cái hồi máu của tích vẫn làm đủ á. Và tiếc là Viper vừa rồi đoán không có tới, cho nên đã hơi có một xíu sự chích lạc trong việc tung ra cái bộ kỹ năng của mình. Tốc độ ban đầu ở thời điểm hiện tại đang được chậm đi một chút vì Vivi họ chủ động đánh như vậy, họ không tấn công mạnh mẽ quá nhiều vào các khu vực công trình. Họ biết rằng thời điểm hiện tại vẫn là thời điểm mà Viper vẫn đang có cái lượng sức mạnh nhất định của mình, với hai món trang bị rưỡi khả năng bắn vẫn là có dành cho vị trí của Viper. Như vậy thì EDG cần phải tìm ra một vài phương pháp, thứ nhất là bắn lẻ nhất định, thứ hai là khai thác được màn gục để có thể đầu tư lượng đồ dành cho Scout, dành cho Viper. Chứ nếu như mà kéo về sau của ván đấu, tôi sợ rằng sẽ không còn nhiều góc dành cho Viper có thể bắn với con Gwen, với con Sejuani như thế này. Cái câu chuyện khó ở chỗ là bây giờ cái thời mà Edward Gaming bắt lẻ nó đã hết rồi. Nó thẳng ra họ hết thời bắt lẻ, tại vì sao tôi nói hết thời bắt lẻ? Cái dàn trụ ngoài của Edward Gaming nó không cung cấp đủ để giúp cho một tình huống bắt lẻ đến từ Edward Gaming để có thể thực hành một cách hoàn hảo. Tức là nếu như một pha di chuyển lên từ Edward Gaming mà họ không kiểm soát đủ những cái lượng tầm nhìn và biết được xem đằng sau lưng có ai hay là một điều gì đó chẳng hạn, thì họ bất lực đây, mới nói nhắm vào Kai'Sa. Và Kai'Sa ngay lập tức lùi ra thôi với cái chuông được đặt đến từ Vigor. Nhưng cái quan trọng hơn như chúng ta nói rồi đó, tức là Edward Gaming họ đã hết thời ở trong tình huống, ở trong những pha bắt lẻ rồi. Đội hình này rất đù ở trong việc bắt người, và bây giờ không có những cái dàn trụ ngoài nữa thì nó còn đù ác hơn nữa. Rồi, lần này có thể gặp thời điểm nha. Phan tóc đã được bật lên và bọn sẽ cũng đã được bật xe chỉ lực kim tung ra và đang cố gắng tấn công người của mình. Ép tốc biến của anh ta, xe chỉ lực kim lần 3 chuẩn xác. Và bên phía của Rich có được mẹ hạ gục solo kill. Còn khu vực đường trên thì Scout anh ta bị làm chậm bởi tiếng hiệu kinh hoàng, tuy nhiên có Jesse ở phía sau lưng, cho nên áp lực là có dành cho Rookie. Anh ta không hạ gục được Scout và tạm thời rút về. Bên phía của Vivi hiện tại vẫn đang cố gắng là khai thác được những mạng gục nhất định. Nếu như mà bên phía Vivi làm tốt được điều này ở trong khoảng tầm 1 phút hơn sắp tới nữa thì chắc chắn con rồng sẽ nằm trong tầm kiểm soát của họ, và thậm chí ở thời điểm hiện tại với việc tận dụng lợi thế hơn người, họ đang tấn công thẳng vào khu vực hang Baron. Tốc độ an Baron là khá ổn đến từ những chất tướng có bên phía của Vivi.
Meiko. Ủa Meiko, cái này bị bóp đúng không? Rồi xong. Meiko có tóc biến mà. Meiko mất tóc biến trong tình huống này, mất luôn cả cái vương miệng rồi, hơi khó. Còn trong khi đó thì V5 đang rất thoải mái ở khu vực hang Baron, khung ánh sáng tương đối. Ui, bị đẩy ra. Một nỗ lực JJ tóc biến vào, nhưng mà JJ ui, JJ định tóc biến để cướp nhưng mà cướp không được. JJ thì phải nằm xuống, Blandre có thể đi cùng rồi đó. Blandre không có bỏ xâm xét. Còn JJ thì đã bị dứt điểm, tiếp theo là Blandre. JJ tính toán cái đam Baron nó hơi sai và chỉ một mình JJ làm sao chịu nổi đây. Chính xác là V5 đã dừng đam Baron quá đúng lúc ở trong thời điểm đó. Và Kasa chắc chắn ở trong pha vừa rồi chỉ có thể nói một câu thôi, no, dành cho bên phía của JJ khi mà anh ta gần như là outplay hoàn toàn một tình huống định cướp của JJ. Đầu tiên là cái sứ giả phán quyết nó được né đến từ vị trí của Kasa, anh ta không bị hất tung đi bởi sứ giả phán quyết. Rồi sau đó là tình huống tốc biến xuống cướp của JJ. Thật sự là rất vô, còn đây là một pha đánh hàng không nổ mà, ôi trời ơi. Không biết là bên phía của EDG có thù hàng gì so với Meiko hay không, mà cái hàng không nổ đó thật sự bớt Meiko. Còn nó đồng nghĩa với việc là tốn thêm cái tóc biến của JJ trong việc là cố gắng tiến xuống khu vực hang Baron. Và sau đó thì Kasa đã quá bình tĩnh trong việc là tranh chấp 50-50. Còn JJ ở tư thế là đang bị thua, cho nên anh ta mất đi cái sự bình tĩnh của mình, anh ta trừng phạt sớm hơn. Bây giờ thì Baron dành cho bên phía của V5, rồng chắc chắn sẽ thuộc về bên phía của V5. Linh hồn vòng nước kết hợp với Baron là khả năng đẩy cực kỳ mạnh mẽ. Cái tư thế đó của Bobby không phải là tư thế thua, cái tư thế đó là tư thế của ông chồng củ cải. La Hán đẩy xe bò rồi, tức là bạn bị ép dồn vào đường cùng cho nên bạn bắt buộc phải làm như vậy thôi. Nhưng nói gì cho chăng nữa thì bạn là người thua thiệt hoàn toàn trước toàn bộ những nguồn sức mạnh của V5. Nó quá khó giải quyết Gaming trong giai đoạn này, một đội hình mà nó thẳng ra đánh mất chính mình đúng không ta? Tại vì Viper không phải là một người dễ thua được tới mức độ như thế. Rồi ngay cả Blandre khu vực đường trên, Blandre cũng đang là không phải. Ui, JJ làm cái đồ cô gái có cái búa, công chúa có cái búa để được làm, có những va quậy khá nhiệt. Nhưng mà nó không thể nào đủ nóng để có thể gây hoang mang trên phía của V5. Có một cái tủ lạnh mang tên Sejuani nữa thì làm gì mà sợ. Bây giờ khoảng cách chênh lệch giữa hai đội đã đẩy lên được con số là 10.000 tiền hơn. Và khi mà khai thác được những cái trụ va ở các khu vực đường, bắt top hả? Bắt vào rookie. Ui, nhìn cái bộ xâm xét kìa. Quá rướng. Đúng là như vậy. Và thậm quay chí lại là rút kia quay trở lại. Ui, dăm ba con trồn hôi có điện. Tóc biến luôn, chém luôn, chém Scout trước. Và Scout đang phải bỏ chạy, rút kia chém tới lượt. Rút kia đi rồi. Blandre, rút kia đi rồi. Trong cái tình huống rút kia nỗ lực thì ta đã phải nằm xuống. Hơi thái quá, tuy nhiên anh ta vẫn có kế đủ thời gian dành cho bên phía Queen Fire để có thể có được cái trụ ba khu vực giữa và sẽ là nhà lính ở khu vực giữa dành cho bên phía Queen Fire. Thậm chí trụ ba khu vực dưới cũng sẽ bị bào đi. Mặc dù hơn người nhưng mà EDG đã hết công cụ đánh khi mà bão xâm xét đến từ bên Fire đã không còn. Cùng ánh sáng quá nhiều sát thương đến từ vị trí của Vô Tích, bên phía Queen Fire vẫn đang tràn lên. Đó là Kasa chống chịu, Vô Tích nhảy thẳng lên bắn vào người của JJ. JJ bắt buộc phải lùi về và họ vẫn tràn lên với xe chỉ lưu kim của Riz. Đó là màn hạ gục dành cho bên phía Queen Fire. Họ vẫn đang tiếp tục đánh. Đây là Scout bấm đầu ở một chấm máu và Riz cắt thẳng vào đầu của Scout. Tuy nhiên người an mạng đó chính là Vô Tích. Họ sẽ kết thúc bán đấu đầu tiên ở phút thứ 28-29 của bán đấu. Đó là cái thành QV của Queen Fire. Nhà đương kim vô địch một lần nữa gặp khó khăn ở trong một cặp BO3. Đúng là như vậy. Và đó là chiến thắng tại Queen Fire, một chiến thắng mà có lẽ chúng ta không thể nào ngờ tới. Ở trong một đội hình cảm giác như nó khó chơi hơn. Ở trong một đội hình khó chơi hơn rất nhiều so với lại Edward Gaming. Nhưng họ lại là đội có được một thế chủ động nó nhiều hơn từ giai đoạn đầu của ván đấu. Nó đến từ cái tình huống ở, tôi nhớ không lầm là ở đường nửa cánh trên ở con sứ giả. Nó đến từ nó đến từ cái tình huống mà tự nhiên Scout lại bị bắt, cho nên Scout nằm xuống. Và cái thế cánh giữa coi như bị lũng một phát, con Trinamir được thả xuống cánh dưới để chặt thoải mái thì không ai có thể bỏ chạy cả. Và đó cũng là những gì đã diễn ra ở trong ván đấu đầu tiên trong cuộc đấu giữa EDG và V5. Chúng tôi sẽ quay trở lại khi mà ván đấu thứ hai giữa hai đội được bắt đầu.